để chúng ta xem một đội ngũ sale mà gọi là có năng lực, thiện chiến, cam kết ấy, thì nó có rất nhiều cái lăng kính để nhìn. Thế lăng kính đầu tiên mình sẽ nhìn ở tổng thể hơn, mình sẽ nhìn ở góc độ là mô hình kinh doanh. Tức là nếu như bạn sinh ra là một mô hình kinh doanh mà nó có cái sản phẩm nó tốt, có sự khác biệt, marketing làm tốt, có thương hiệu, rồi doanh nghiệp các bạn này có được thương hiệu tuyển dụng nữa, thì cái việc tuyển sale nó dễ dàng và dễ thở hơn rất là nhiều. Mô hình kinh doanh gọi là lựa chọn hơn hơn nỗ lực. Thì cái việc đầu tiên đó là mình hãy nghĩ ra một mô hình kinh doanh làm sao ấy để cho sale dễ bán hàng. Một mô hình kinh doanh mà sale dễ bán hàng là một mô hình kinh doanh chúng ta nhìn này. Đầu tiên là sản phẩm nó phải tốt và khác biệt. Thứ hai là cái điều rất là quan trọng là sản phẩm dịch vụ có thương hiệu, tức là marketing mạnh để đẩy được cái nhãn hiệu thành một thương hiệu trên thị trường, có một chỗ đứng trên thị trường. Và thứ ba rất là quan trọng là doanh nghiệp đã có thương hiệu tuyển dụng để chúng ta dễ dàng thu hút và tuyển đào tạo sale. Và tiếp theo là câu chuyện về mặt chính sách cho sale. Là chính sách chúng ta không được thấp hơn đối thủ trên thị trường, ví dụ như vậy, và chúng ta phải có một điểm khác biệt gì đó. Thì góc độ đầu tiên mình sẽ nhìn ở góc độ mô hình kinh doanh. Tiếp theo là mình nghĩ là để mà tuyển dụng được những đội ngũ sale ấy, chúng ta phải có đề xuất giá trị tốt. Tức là chúng ta phải có những cái thứ, doanh nghiệp phải có những thứ khác biệt để thu hút và giữ ngũ sale vào trong doanh nghiệp của mình. Thì nó có mấy thứ sau. Thứ nhất là chế độ lương, lương thưởng của mình nó có so với mặt bằng chung của thị trường như nào, đúng không? Nó có thấp hơn đối thủ không? Ví dụ như vậy, lương thưởng. Thứ hai là cơ hội học tập và phát triển bản thân. Và thứ ba là lộ trình thăng tiến rõ ràng không? Đấy, thì đấy là gọi là chính sách cho sale. Rồi tiếp theo là câu chuyện của sale nữa, là câu chuyện là mình nghĩ là sale họ cần hai thứ. Một là cho họ kiến thức và kỹ năng. Ví dụ đào tạo kiến thức về thấu hiểu khách hàng, kiến thức về thấu hiểu về sản phẩm, rồi kiến thức về làm sao để chúng ta lấy được data khách hàng, làm sao để chăm sóc khách hàng trước bán, làm sao để chốt đơn, làm sao chăm sóc khách hàng sau bán, rồi xây dựng thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội, bla bla. Đấy, kiến thức về sản phẩm. Nhưng sale có một phần rất là quan trọng, đó là liên quan đến phần động lực. Bởi sale là cái sale là những người nhóm sống cảm xúc hướng ngoại đấy, cái cảm xúc họ rất dễ lên lên xuống như này. Thì vấn đề là chúng ta phải một năm chúng ta sẽ có chương trình gọi là bơm động lực. Thì một năm ví dụ như các hệ thống lớn, ví dụ như là hệ thống đào tạo như của các công ty về bảo hiểm chẳng hạn, hay là các công ty về bất động sản lớn chẳng hạn, họ bơm động lực rất là nhiều bằng những cái công việc, các chương trình team building, các chương trình kết nối, các chương trình đào tạo như vậy. Đấy, thì sale cũng nhớ có hai phần: một là đào tạo kiến thức và kỹ năng, và thứ hai là đào tạo động lực. Thì đây là hai thứ mà mọi người sẽ phải nhớ cho mình, bởi vì hiệu suất làm việc của sale sẽ bằng năng lực nhân với động lực. Đấy, lăng kính thứ nhất là góc nghĩa về tổng thể về một mô hình kinh doanh. Lăng kính thứ hai là lăng kính liên quan về mặt câu chuyện về nhân sự, việc việc bằng mặt tuyển dụng, về mặt mình đào tạo, mình giữ chân ngũ sale như nào. Có một cái rất là quan trọng là nếu bởi vì đội ngũ sale là đội ngũ họ sẽ ra vào doanh nghiệp liên tục, nên phải có xây dựng được một cái gọi là một cái trung tâm tuyển dụng và đào tạo sale. Ở tất cả những doanh nghiệp lớn ấy, thì họ sẽ đều có một cái trung tâm gọi là huấn luyện và đào tạo sale. Cái này nó được coi là mạch máu nhân tài sale chảy vào trong doanh nghiệp ấy. Đấy, họ đào tạo cho sale về cách tìm kiếm nguồn data, là họ đào tạo cho sale về cách chăm sóc khách hàng trước bán, họ đào tạo cho sale về cách xử lý từ chối và chốt đơn, họ đào tạo cho sale về chăm sóc khách hàng sau bán, về dịch vụ khách hàng, về trải nghiệm khách hàng, rồi đào tạo cho sale các kỹ năng về quản lý bản thân, quản lý đội nhóm, ví dụ như vậy. Thì tóm lại là phải có một trung tâm như vậy. Nếu chúng ta muốn 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 sale của mình ý, các bạn luôn luôn có một sự gọi là phát triển liên tục ấy, thì chúng ta phải tạo ra một cái môi trường gọi là một cái môi trường cạnh tranh ngay bên trong tổ chức. Bởi vì có những thời điểm team sale làm rất tốt, có thời điểm team sale kia làm rất tốt, có thời điểm team sale này làm rất tốt. Nhưng mà chúng ta sẽ phải có một cái điều rất là quan trọng là chúng ta sẽ phải học hỏi lẫn nhau. Thì nó mới sinh ra một cái yếu tố thứ tư mình muốn nhắc tới với mọi anh chị một điều. Đó là văn hóa sale. Văn hóa sale đây là văn hóa gì? Mình không biết có doanh nghiệp anh chị như nào, nhưng mà với kinh nghiệm của mình 14 năm ấy, bởi vì liên quan đến việc điều hành doanh nghiệp, thì mình nghĩ văn hóa sale chúng ta sẽ phải xét được một cái văn hóa. Mình lấy mình nghĩ là cái văn hóa gọi là văn hóa tìm gen trội và nhân bản. Ví dụ như là hàng tuần, hàng tháng, các anh chị có thể đưa ra gọi là các best seller, những người nhân viên sale xuất sắc nhất, những người quản lý sale xuất sắc nhất, và chị sẽ vinh danh họ. Và từ cái việc vinh danh sale như vậy để tìm ra gen trội, để nhân bản, thì chúng ta sẽ phân tích họ về mặt thói quen của họ, về mặt niềm tin họ là gì, họ đã có những thói quen gì để họ có thể đạt được cái mục tiêu của mình. Bởi vì kết quả là sản phẩm của thói quen, nên chúng ta sẽ cần phân tích là tại sao có những bạn nhân viên sale này họ làm rất xuất sắc, tại sao nhân viên lại chưa đạt được,
thì chúng ta cần nhân bản những thói quen tốt hay là những cái gen trội bên trong tổ chức. Thì thói quen đầu tiên đó là cái thói quen liên quan đến tìm gen trội và nhân bản để chúng ta có thể truyền thông. Và cái thứ hai rất là quan trọng đó là cái thói quen mình nghĩ là một cái cực kỳ quan trọng, đó là thói quen liên quan đến gọi là học tập và đào tạo liên tục. Thì cái văn hóa này là cái văn hóa mà trong các team sale là không biết các bạn có không, nhưng mà đối với bên mình thì một năm bên mình có các chương trình đào tạo cho tất cả hệ thống sale cứ mỗi một tháng một lần và được tổ chức ở khách sạn. Thì các module đấy, tức là các nội dung đào tạo nó sẽ được gắn với những cái nỗi đau vấn đề mà các bạn sale đang gặp phải. Thì các anh chị cần phải có một cái văn hóa học tập và đào tạo liên tục, nó giống như một cái mạch máu, nó cứ đúng đúng cái thời gian đấy thì đấy là đào tạo chung trên tổng công ty. Còn đào tạo riêng ở các khối phòng ban thì các bạn sẽ phải tự đào tạo nhau. Thì đấy là cái việc mà mình nghĩ là cái văn hóa học tập và đào tạo liên tục như vậy. Tiếp theo là cái văn hóa, mình nghĩ là có cái văn hóa này khá là hay, gọi là role play. Tôi ví dụ gì là các bạn nên có một cái văn hóa là nhập vai nhau để các bạn có thể đưa ra các câu chuyện tình huống sale thực tế và các bạn nhập vai vào đấy và xử lý tình huống. Và các bạn có thể cứ đến mỗi một ngày thì các bạn sẽ xử lý một cái case ở đấy. Ví dụ một nhóm thì các bạn sẽ ghi âm lại với nhau hay quay phim lại. Ví dụ giả sử một tình huống là khách hàng chê sản phẩm dịch vụ mình đắt so với đối thủ cạnh tranh thì mình xử lý từ chối như nào. Thì hai có một team sẽ nhập vai với nhau và xử lý cái đấy. Và các bạn sẽ có khoảng nửa tiếng để xử lý. Mỗi người rơi vào khoảng 15 đến 20 phút đấy, như vậy. Và ngày nào cũng làm và đưa ra những tình huống thực tế như vậy. Thì cái văn hóa và đây là văn role play chứ. Đấy, thì đấy là một cái văn hóa rất hay, cái văn hóa sale. Văn hóa tìm gen trộm và nhân bản, văn hóa học tập và liên tục, văn hóa role play, ví dụ như vậy. Và có một cái văn hóa mình nghĩ là ở đội sale ấy, thì mình nghĩ là nên có một cái văn hóa gọi là ghi nhận và vinh danh theo ngày. Đấy, thì anh chị có thể ứng dụng một cái văn hóa là gọi là best seller of the day. Đúng không? Ví dụ một món có thể mỗi một ngày anh chị sẽ có một cái bạn sale xuất sắc nhất trong hệ thống chẳng hạn, thì bạn vinh danh có một món quà rất là nhỏ. Bởi vì mình nghĩ đây là một sự ghi nhận mang tính gọi là kịp thời và theo ngày. Thì càng ngày mình làm cái gì đó thì mình sẽ chú ý đến cái từ gọi là real time. Thì các bạn sale mà xuất sắc nhất trong ngày thì ok, sẽ vinh danh bạn đấy. Thì nhiều khi một món quà rất là nhỏ nhưng cái món quà tinh thần nó rất là lớn. Thì mọi người có thể thử nghiệm cái văn hóa đấy. Thì đấy là với kinh nghiệm của mình thì đấy là những văn hóa nó khá là hay. Thì đấy là những cái mình đã ứng dụng trong vòng 14 năm qua. Thì mình gọi là lọc ra cho anh chị để chị xem anh chị ứng dụng được cái gì.